Chào mọi người, khi mà mình dạy tiếng Anh ấy, thì có hai cái từ mà rất là nhiều bạn gặp khó khăn trong việc phát âm. Thật ra thì nó không có khó quá đâu, nhưng mà mọi người không biết làm thế nào cả. Thì ở trong cái video này mình xin hướng dẫn mọi người cái cách phát âm hai từ này là từ child và từ children. Đầu tiên là từ child, nó bao gồm âm ch-i-old. Cái cách xử lý đoạn I old tương đối là khó, mọi người hay gặp vấn đề về chỗ này. Và âm ch cũng là một âm không hề dễ đối với rất nhiều người Việt Nam. Thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể từng bước một. Đầu tiên là âm ch thì nó hơi giống âm chờ của tiếng Việt. Mọi người thấy mình phát âm chờ tiếng Việt, mình không phải rổ mồm ra, mình không bật hơi. Đó, âm ch trong tiếng Anh thì mồm sẽ phải đẩy ra một chút và để bật hơi. Ch ch. Đó. Đấy. Cái tiếp theo là âm I old. Thì khi mà âm I đi với âm O thì mọi người cần phải làm I'll. Mình làm âm I'll, sau rồi mình thêm âm D ở cuối thành I'll. Sau mình bật thêm âm ch đầu. Child. Ok. I have one child. Đó. Child. Cái từ thứ hai là từ children. Children. Cái từ này bao gồm cả âm ch, e, d, o, r, a, n. Children. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Thì cái đầu tiên mọi người cần phải nhớ là mình cần phải nói đúng trọng âm, không đọc là children. Đó là children. Children. Đó. Thì cái từ children này nó gây khó khăn cho mọi người chỗ nào? Hầu hết mọi người gặp khó khăn khi mà mình làm cái âm e và âm o, il, xong rồi dr, chill, dr, drin. Đó. Thì để làm được cái từ này, đầu tiên mình tập từng âm một. Âm e, o, il, il, il. Âm e, mọi người làm âm e, xong đẩy lưỡi lên trên. Il, il. Rồi mình thêm âm ch đầu. Chill, 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 chill. Đó. Cái nửa đằng sau là dr, dr. Cái âm d đi với âm r thì mình làm bật nó ra một chút. Dr, nghe giống như dr, dr, dr. Đó. Nếu mọi người biết một chút về phát âm tiếng Anh ấy, thì cái dr nghe giống như âm j với cả âm r đi với nhau. Dr, dr. Sau đây, n, drin, drin. Mình tập children, children, chill, e-o, e-o, chill, chill. Sau đó thêm children đằng sau, children, children. Như vậy thì Quang đã hướng dẫn mọi người cái cách phát âm từ child và children. Hy vọng rằng là video này hữu ích cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.